Hello mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một ngôi nhà ở dưới đất nha mọi người. Thì sáng hôm nay mình đi bò mọi người, thấy chân chạn thì nghỉ là cải làm cho vui mọi người ạ. Thì mình sẽ làm một ngôi nhà ở dưới đất nha mọi người. Ngôi nhà nhỏ nhỏ thôi để chơi cho vui nha mọi người. Thì mình bây giờ sẽ làm ở đấy nha mọi người. Đấy là cái thung lũng hồi xưa là cái mướng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đào nó vuông vuông xuống rồi làm ở chỗ cái hộ này nha mọi người. Mình sẽ đào vuông rồi lát nữa mình sẽ lợp mại lên rồi nó sẽ thành một cái nhà ở đấy luôn nha mọi người. Bây giờ mình bắt đầu đào đấy. Mình làm được một nửa đó nha mọi người. Thì đào rất là nhọc mọi người ạ. Tới hôm nay rất là nóng đó nha mọi người. Đào mồ hôi ướt hết ạo rồi mọi người ạ. Chắc là mình nghỉ tị rồi đào tiếp nha mọi người. Để hoàn thành cái nhà này trong buổi hôm nay luôn nha mọi người. Bây giờ mình làm tiếp nha mọi người. Thì mình đào lúc này giờ thì được cái phần hình vuông đấy nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi lạy té mọi người để làm mại cho nó nhá. Chứ phần dưới này mình đào xong rồi mọi người ạ. Thì bây giờ mình về nhà lạy mại cây tre nha mọi người. Mại cây tre để làm phần mại cho cái nhà lúc này nhá. Đây là mại khúc tre đấy nha mọi người. Mại khúc tre này hôm trước mình mua về để làm cái bè ấy, có một cái video mình làm cái bè thả ngoài sống ấy mọi người. Bây giờ mình không dùng nữa rồi, đéo ra làm cái mại cho cái nhà kia nhá. Bây giờ mình khiêng lại mọi người ạ. Bây giờ mình vạ tre ra để chuẩn bị làm cái mại nha mọi người. Thank you.
Bây giờ mình sẽ dựng cái mại lên nha mọi người. Lúc này mình chè mấy ông tre rồi cột cái mại tâm dạng rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dựng nó lên đấy. Sau một hồi mình dừng lên thì đã dừng thành công nha mọi người. Bây giờ tiếp theo là mình phải lợp nữa nha mọi người. Chắc là mình lợp nó bằng rơm đấy nha mọi người, cái mại ấy. Hoặc là mình bứt thêm mấy cái lạ chung mấy cái lạ ấy mọi người, là chuỗi rồi lạ cây ấy phủ lên nha mọi người. Bây giờ mình phải làm cái sườn mại tiếp nhá. Một hồi mình chè cái te nha mọi người. Chè xong thì bây giờ mình sẽ lợp lên nha mọi người. Lấy mấy cái xanh nhỏ nhỏ này rồi lợp lên nha. Vừa lợp nó xong nha mọi người. Bây giờ mình buộc lại ấy, buộc mấy cái que mình vừa lợp ấy. Xong rồi mình sẽ lấy lạ với lại rớm tù lên nha mọi người, để cho nó che nhá, để làm cái mại ấy. Bây giờ mình đầu tiên là mình buộc cho nó chắc cái đạn, chắc mấy cái khung sườn ấy mọi người. Rồi mình sẽ bỏ lạ với rơm lên sau mọi người nhá. Thì mình vừa buộc cái giấy xong nha mọi người. Giấy để cho nó chắc ấy, để mình
bỏ cây lạ lên trên mại nha mọi người. Thì bây giờ cũng rất là nặng rồi mọi người ạ. Chắc là mình để đấy rồi chiều ra làm nha mọi người. Bởi vì mình làm lúc sáng giờ là bây giờ là gần 12 giờ rồi mọi người, gần 12 giờ trưa rồi. Thì bây giờ mình về nghỉ rồi chiều mình sẽ hoàn thiện cái lều này nha mọi người. Dự tính thì mình định làm xong trong buổi sáng này mọi người, nhưng mà giờ thấy nó không kịp nha mọi người. Bây giờ chiều mình cố gắng hoàn thiện cho mọi người xem luôn nha. Thì buổi chiều ngày hôm nay mình cố gắng làm xong cái nhà này nha mọi người. Cố gắng làm xong luôn nhá. Lúc sáng mình làm giờ nặng quá ấy, mình về bây giờ chiều ra mình làm tiếp mọi người ạ. Bây giờ mình đi về thằng em nha mọi người. Nó vào chơi ấy, rồi mình kêu nó đi luôn. Đi chặt là chuỗi đấy. Bây giờ mình với thằng em đi chặt là chuỗi mọi người, để tập nó lên làm mại nha mọi người. Đi về đi đây. Đâu đi. Kiếm tao đây nó. Mình cầm 3 cây. Còn chưa đi đâu bố. Cái thằng này lỡ vượt qua đây được này. Vượt qua đây chứ. Khéo rách đó. Đó. Tại nhá mày, tại mày. Bỏ ăn là chuỗi nha mọi người. Để làm mại mà chứ bỏ ăn. Có thể là chuỗi đi. Được cún. Chiều hôm nay thì gió rất là mạnh các mọi người ạ. Không phải như lúc sáng rất là nóng luôn nhá. Cái đây lại đây đánh mời cưa nhá. Bò nhà mình đuổi theo nó ăn là chuỗi mọi người ạ. Mình phải nhanh. Mình phải đóng cái cổng này liền chứ không là. Mình phải đóng cái cổng này liền chứ không là nó ăn hết lá chuỗi nha mọi người. Bây giờ bọn mình tủ lá chuỗi lên làm mại nha mọi người. Em lợp tạm tạm đấy nha mọi người. Bây giờ mình làm cho nó khít phần mại hơn nè, để khỏi nặng ấy, mưa nó dột nha mọi người. Để làm kỳ hơn. Cái kiểu là không tròn lắm. Sau một hồi còn mình lợp thì nó đã lợp được cái lều này nhá mọi người, nhưng cũng khá ổn đó mọi người ạ. Có mấy cái chỗ hở hở này mọi người, để lát nữa mình bỏ thêm là chuỗi để nó khỏi hở, cũng khá ổn đó mọi người. Cho mọi người xem phía trong, nhưng cũng rất là chắc chắn mọi người ạ. Đây. Vào đó này mặt luôn nha mọi người.
Tuyệt vời luôn. Đây. Không giờ. Không giờ. Cũng mạn rồi mọi người ạ. Ngồi dậy này thì cũng chạy được anh nặng rồi. Bây giờ mình mấy cái chỗ hở ấy mọi người, mình bây giờ mình lại rơm, mình bỏ trên nha mọi người để nó khịt lại nhá. Đây. Bây giờ mình lại rơm này bỏ trên nóc ấy nhá mọi người. Đấy. Đấy. Vừa đó. Đựng ở giữa vừa nhưng mà đựng bên thì ngồi. Sau một hồi chỉnh sửa thì mình đã hoàn thiện cái lều rồi nha mọi người. Cái lều này một nửa là ở phía trên, một nửa là ở dưới đất mọi người ạ. Đây, một nửa là mình đào xuống rồi nha mọi người, để ngồi cho thoải mái nhá. Đây đấy, mình lợp bằng là chuỗi với rơm nha mọi người. Nhìn cũng khá là ổn mọi người ạ. Đây. Bây giờ nhìn phía trong là rất là kín nữa nha mọi người. Phía trên mình bỏ rơm phía trên này, bây giờ rất là kín luôn. Đây, ngồi trong rất là mát mẻ mọi người ạ. Đây nha mọi người. Đấy. Nói chung thì mình làm cái lều này để chủ yếu lúc mình đi chăn bò mọi người. Khi nào nặng mới bắt đầu mình là ngồi trong mọi người ạ. Bò cho mình đâu kia nha mọi người. Đó, nó đang ăn đâu kia mọi người ạ. Mưa thì mưa hoặc nặng là có ở chỗ này để mà trụ mọi người ạ. Để khỏi nặng đó mọi người. Đây, khỏi mắc mưa với lại nặng mọi người ạ. Nhưng cũng tạm ổn đó mọi người. Đấy, đấy mọi người nhé, sau một hồi mình làm thì cũng đã xong mọi người ạ. Thì mọi người mà thấy hay thì cho mình một đăng ký kênh nhé mọi người. Nhìn cũng mát mẻ mọi người ạ. Ngồi trong thì vẫn mát. Nếu mọi người thấy cái lều này hay thì cho mình một đăng ký kênh nha mọi người, một like và một chia sẻ nhé. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha mọi người, bởi vì lúc sáng giờ mình làm mệt rồi mọi người. Bây giờ xin phép mọi người hết video đó mọi người nha mọi người. Thì chắc là video hôm sau là mình sẽ làm một cái gì đó hay hay ở dưới cái lều này nha mọi người. Thì mọi người đón xem video tiếp theo của mình nhé. Chào tất cả mọi người nhé.